Vào lứa tuổi lên 3, trẻ thường trở nên bướng bỉnh hơn so với những lứa tuổi trước đó, và biểu hiện thường là trẻ sẽ làm theo ý của mình thay vì nghe lời của bố mẹ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến điều này đó chính là trẻ thích tự thể hiện bản thân mình và có sự thay đổi về tâm sinh lý. Vậy thì làm thế nào để giải quyết tình trạng trên, và bố mẹ và con sẽ làm gì để hiểu nhau hơn? Và chương trình ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta giải đáp những thắc mắc đó. Thưa quý vị, chương trình Vì Cha Mẹ Yêu Con ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A, giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, và chị Ánh Tuyết, một phụ huynh có con đang ở độ tuổi mầm non, sẽ chia sẻ với chúng ta trong chuyên đề ngày hôm nay. Thưa chị Ánh Tuyết, con chính là niềm vui, là động lực của cha mẹ. Tuy nhiên, khi mà trẻ bước vào tuổi lên 3 thì chắc chắn là sẽ có những cái phản ứng cãi lại lời cha mẹ, hoặc là có những thái độ bướng bỉnh, thì con của chị có như vậy hay không ạ? Con mình thì lúc đầu á, trong giai đoạn nhà trẻ á, thì mình thấy bé rất là ngoan, nhưng bắt đầu vượt qua cái giai đoạn nhà trẻ một tí á, là có những cái biểu hiện khác ngày thường rất là nhiều. Đặc biệt ví dụ như là bé không nghe lời người lớn, thích làm theo cái ý của mình thôi, và hay giống như là gọi là chướng đó, mình hay dùng cái từ đó là rất là dân gian cho dễ hiểu, bé rất là chướng. Và mỗi lần nói cái gì là phải thật sự là mình phải gọi là vuốt ve hoặc là năn nỉ, còn nếu không á là không thích làm theo lời mình, lúc nào cũng phản bản lại vậy đó. Vậy thì khi mà trẻ có những cái phản ứng như vậy thì cảm xúc của trẻ như thế nào thưa chị Nhi A? Trước khi mà chúng ta nói về cảm xúc của trẻ thì mình xin phép sẽ hỏi chị Tuyết một tí, đó là khi mà mình hay gặp gỡ các bà mẹ mà có con mà gần giống với độ tuổi của con mình á, thì cái ca tháng, tức là cái nỗi lòng của chị á, chị có được nghe từ phía các phụ huynh còn lại không, là có giống với mình không? Có chứ, mình nghe nhiều lắm. Ví dụ như bạn bè mình cũng hay tâm sự, hoặc là hàng xóm á, cũng có. Nhiều khi có nhiều bà mẹ cảm thấy đau khổ vất vả, đúng rồi cảm thấy rất là hoang mang, không biết là tại sao tự nhiên lại đổi tính như vậy nữa đó. Rồi, thực ra thì ở đây chúng ta hỏi như thế để thấy được rằng là bố mẹ thì cũng rất là tràn đầy những cái nỗi niềm khi con bước vào cái giai đoạn tuổi khá là đặc biệt, mà ở đó có đánh dấu một cái sự phát triển về mặt tâm lý rất căn bản của con trẻ, đó là khủng hoảng tuổi lên 3. Và khi chúng ta dùng từ khủng hoảng tuổi lên 3, điều đó có nghĩa là bản thân đứa trẻ cũng đang chịu một cái áp lực rất lớn với những cái thay đổi từ bên trong. Và như vậy thì bố mẹ ơi, cả mẹ Tuyết và tất cả những mẹ khác thì lưu ý giùm con rằng là khi mà con ở trong độ tuổi này thì thực ra nỗi lòng của con cũng nhiều lắm. Con chống đối không phải là vì con là một đứa trẻ không ngoan, con phản ứng lại với bố mẹ, thậm chí là phản ứng một cách rất là thô bạo luôn á, thì không phải là con không thích bố mẹ. Và đặc biệt một điều đó là khi mà con không cần bố mẹ chăm sóc con nữa, không phải là con không yêu thương bố mẹ nữa đâu. Quan trọng ở đây đó chính là đây là cái lúc mà con đang bước vào một giai đoạn phát triển. Ở đó cái sự gọi là một cái tiến độ phát triển rất là nhanh, rất là mạnh về mặt tâm lý và sinh lý, làm cho đứa trẻ cảm thấy là nó muốn có những cái hoạt động mới trong cuộc sống của mình. Trước hết cái biểu hiện đầu tiên mà các ông bố bà mẹ rất hoang mang, đó là trước đây cái gì con cũng cần mình hết, ăn cũng mẹ, ngủ cũng mẹ, tắm cũng mẹ, nhưng bây giờ tắm là con tự tắm, đồ là con tự lấy, ăn là con tự xúc, nhưng mà sau đó thì con sẽ để lại cho mẹ một bãi chiến trường và mẹ rất là đau khổ vì phải dọn dẹp, cho nên các bà mẹ không muốn điều đó. Cái thứ hai đó là con hay cãi lại lắm, bởi vì lúc này là năng lực ngôn ngữ của con phát triển nè, tức là một cái sự phát triển rất là mạnh từ bên trong, dẫn đến một cái nhu cầu cực lớn của con, và từ nhu cầu đó con biểu hiện bằng hành vi bên ngoài. Nhưng có điều là đôi khi phụ huynh mình chưa bắt nhịp kịp, cho nên mình không thích ứng được với cái hành vi đó, và thế là nó tạo ra cái sự hoang mang cho phụ huynh, và ngược lại thì trẻ cũng có luôn một cái sự căng thẳng đi kèm khi mà phụ huynh hoang mang như thế. Vâng, vậy thì theo chị là tại sao khi lên 3 thì trẻ lại có những thay đổi như vậy ạ? Giống như ban nãy mình nói đó, trước cái giai đoạn tuổi lên 3, và ở đây chúng ta cũng cần có một cái khái niệm hiểu đúng, đó là khủng hoảng tuổi lên 3 không phải là ngày hôm nay là sinh nhật 3 tuổi của con là từ ngày hôm nay là con khủng hoảng. Không phải, nó sẽ có một cái biên độ dao động nhất định. Khoảng 2 tuổi rưỡi là chúng ta đã bắt đầu thấy những biểu hiện này rồi, và tùy vào từng đứa trẻ mà nó sẽ kéo dài đến 4 tuổi hoặc là dài hơn một tí nữa. Thì ở đây chúng ta thấy là trước đây là về ví dụ như khả năng vận động của con nè, khả năng ngôn ngữ của con nè, con phụ thuộc nhiều vào người lớn lắm, tại vì con chưa phát triển đủ. Nhưng mà đến cái giai đoạn này thì nó đánh dấu một cái sự phát triển trước hết là về thể chất. Con có thể vận động tinh, vận động thô, con làm rất là nhuần nhuyễn. Bên cạnh đó là kéo theo sự biến đổi bên trong về cấu trúc tâm lý, ví dụ như ngôn ngữ của con phát triển mạnh hơn. Và đặc biệt là con chuyển một cái hoạt động chủ đạo. Trước đó là hoạt động của con là hoạt động gọi là giao lưu cảm xúc và sau đó, tức là ở giai đoạn sơ sinh hài nhi, và khi con lớn dần lên con bắt đầu tách rời khỏi bố mẹ và con chuyển sang một cái hoạt động mới, đó là hoạt động với đồ vật.
và sau đó nữa là hoạt động vui chơi. Thì chính hai cái hoạt động này đứa trẻ nó sẽ phải tự làm việc nhiều hơn, và cũng chính để có thể thực hiện được cái việc này thì trẻ bắt đầu khẳng định bản thân mình, muốn người lớn thừa nhận mình. Nhưng mà thông thường người lớn không có thừa nhận, người lớn chỉ muốn con mãi mãi bé bỏng dễ thương. Và sau đó thì chúng ta tạo ra cái sự gãy khúc giữa hai bên. Và trên hết cái việc giải quyết khủng hoảng tuổi lên ba, nó trầm trọng hay nó nhẹ nhàng, nó nằm ở chỗ cái tương giao giữa cha mẹ và con cái trong độ tuổi này. Dạ, theo như chị chia sẻ thì khi mà trẻ có những cái hành động phản ứng như vậy đó thì trẻ rất là mong muốn người lớn thừa nhận mình. Và ngoài cái việc mong muốn đó ra thì trẻ còn mong muốn được đối xử như thế nào không ạ? Muốn được đối xử công bằng. Trước hết là người lớn thừa nhận mình để người lớn trao quyền. Mà trao quyền ở đây có nghĩa là giao việc đó, giao cho con những cái việc rất là phù hợp. Nhưng mà bên cạnh đó là người lớn cũng cần phải nghe con, tức là đối xử với con công bằng. Nhưng mà thông thường thì với phong nền văn hóa Á Đông của chúng ta thì bố mẹ muốn làm cho con nhiều hơn. Và thậm chí là trong suy nghĩ của tất cả các ông bố bà mẹ, con mình không bao giờ trưởng thành, con dù già cách mấy thì con vẫn bé bỏng. Cho nên lúc này thì con thực sự rất bé bỏng, từ hình ảnh bên ngoài cho đến nội dung bên trong. Cho nên là đôi khi người lớn hay áp đặt. Và chính cái việc áp đặt của người lớn, đứa trẻ cảm thấy mình không được đối xử công bằng, mình không được tôn trọng, tiếng nói của mình không được thừa nhận, và nó tạo ra những cái phản ứng rất là mãnh liệt ở trẻ. Đặc biệt một điều đó là vấn đề cảm xúc, giai đoạn này trẻ cũng phát triển rất là mạnh. Cho nên khi mà trẻ nổi giận, trẻ có quyền la hét, gào thét, quăng đồ chơi, thậm chí đánh lại bố mẹ luôn. Với một số trẻ mà có khí chất đặc biệt thì các con có thể đánh lại người lớn nữa. Đó, thì chúng ta lưu ý những cái biểu hiện đó để biết được là thực sự con đã khủng hoảng hay chưa. Dạ vâng, khi mà trẻ có những cái hành động nghịch ngợm hay có những phản ứng khi tuổi lên ba như vậy thì hầu hết các ba mẹ thường hay cảm thấy bối rối. Không biết là ở nhà khi mà con chị Tí có những cái biểu hiện như vậy thì chị sẽ xử trí như thế nào ạ? Thật ra lúc đầu á, mà bé nó có những biểu hiện này, mình cũng rất là lo lắng. Không biết là hôm nay bé nó có bị gì khác thường không? Nhưng mà cái hoạt động nó lại diễn ra dài lặp đi lặp lại, đúng rồi, phong độ ổn định. Đúng rồi, mình nghĩ là chắc bắt đầu đang bước vào cái giai đoạn mới đây. Thì cái lúc đó thì mình sẽ có những cái ví dụ như là bé mà nó ấy quá đó, mà mình nóng cương lại cái bé thì thực sự nó cũng không có theo ý mình. Mà cái mình phải dàn xuống, nhìn xuống bắt đầu mình bỏ lơ, mình không nói tới nữa. Tự nhiên một hồi cảm thấy chắc cũng mệt hay sao á, không có tiếp tục nữa. Nhưng thật sự không phải lúc nào mình cũng có kiên nhẫn để mà chờ đợi để cho mà vượt qua cái cơn của bé được. Nhưng thật ra có những lúc mình nóng giận á, mình cũng có đét mạnh chẳng hạn vậy, đét chỉ một cái thì đâm ra cái lúc đó lại càng gào thét hơn ghê hơn nữa. Thật ra là mình cũng đang muốn hỏi đó là cô có những cái biện pháp nào giúp cho các bà mẹ đang có con trong tuổi khủng hoảng tuổi lên ba có thể giúp bé nó định hướng chung sống ôn hòa với con vô. Thực ra thì trước khi mà nói với góc độ của một người nghiên cứu và đứng về phía trẻ thì trước hết là tôi phải đứng về phía phụ huynh, bởi vì bản thân tôi cũng là một bà mẹ. Và trên thực tế thì chúng ta với áp lực cuộc sống hiện tại thì các bà mẹ không chỉ có việc gia đình mà các bà mẹ còn rất nhiều công việc khác, và chính những cái ảnh hưởng như thế này làm cho cái việc mà chúng ta quản lý cảm xúc nó trở nên khó khăn lắm. Và khi mà con trẻ không hợp tác thì mọi thứ nó có thể trào dâng và chúng ta có những cái hành vi mà không phù hợp. Tuy nhiên đứng dưới góc nhìn để có sự phát triển tốt nhất cho con trẻ thì rõ ràng là dù khó cách mấy thì các ông bố bà mẹ vẫn phải quản lý cảm xúc thật tốt trong giai đoạn này. Quản lý cảm xúc nó sẽ bắt đầu từ một cái suy nghĩ để có thể đạt được hiệu quả, đó là phải hiểu rằng con như thế là bình thường. Con như thế có nghĩa là con đang lớn, con như thế có nghĩa là con đang phát triển. Tức là chúng ta không làm trầm trọng vấn đề đi, mà hãy tiếp nhận cái sự nổi loạn của con trẻ trong giai đoạn này như một biểu hiện hết sức bình thường trong cái tiến trình lớn lên của con. Đó là điều đầu tiên. Cái thứ hai đó là chị Tuyết đưa ra hai cái cách phản ứng mà ở đó tôi phát hiện ra rằng là đây là hai cách rất là tiêu biểu của phụ huynh chúng ta. Đó là chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng với con, và thông thường đương nhiên là lúc đó mẹ sẽ thắng, nhưng mà tổn thương của con thì chắc chắn là có. Cái thứ hai đó là thôi bây giờ con muốn làm gì con làm. Và có nhiều phụ huynh thì lại mặc định cái chuyện này là con muốn làm gì con làm, có nghĩa là ôi tôi đang tôn trọng đứa trẻ mà, đứa trẻ muốn làm gì thì làm. Thì trên thực tế hai cái cách phản ứng này nó đều rất là nguy hại. Cái cách đầu tiên, cái sự nguy hại chúng ta hoàn toàn có thể thấy được, đó là cái sự tổn thương của đứa trẻ khi mà đứa trẻ không được lắng nghe, khi đứa trẻ không được tôn trọng, và thậm chí là nó còn bị xâm hại cả về mặt thể chất nữa. Cái cách thứ hai đó là chúng ta nghĩ rằng là đang tạo điều kiện, nhưng trên thực tế thì trẻ vẫn chỉ là trẻ. Trẻ có thể lớn lên với chính hoạt động của mình, nhưng hoạt động đó phải do phụ huynh là người tổ chức. Và như vậy thì cái việc bỏ mặc trẻ ở đây
không khác gì cái việc mà chúng ta đẩy đứa trẻ ra bên ngoài và con muốn lớn lên như cây cỏ như thế nào cũng được. Thì điều đó đương nhiên là dưới góc độ phụ huynh là không ai được phép làm điều đó với con mình cả. Như vậy thì chúng ta cần phải làm gì? Nó sẽ là một câu hỏi lớn. Bây giờ tôi đánh cũng không được, tôi bỏ lơ cũng không xong. Như vậy thì đơn giản thôi đó, chúng ta hãy coi đứa trẻ như một người bạn của mình, để có thể nghe con trẻ và có thể chơi cùng với con. Bởi vì nghe con để con cảm thấy mình được tôn trọng, và chơi cùng với con để chúng ta hướng dẫn cái hành động chơi cho con, làm sao cái hoạt động chơi nó thực sự có ích cho con mình. Vâng, thưa chị, cái tâm trạng mà bối rối trước những thay đổi khủng hoảng của con khi lên ba là một cái tình trạng chung của các bậc cha mẹ ngày nay. Vậy thì theo chị, nguyên nhân vì đâu dẫn đến những cái mâu thuẫn giữa cha mẹ và con khi lên ba như vậy ạ? Trước hết đó là vì cha mẹ không có hiểu con. Giống như nãy giờ mẹ Thúy cũng đã rất là tự nguyện phân bày, đó là thực sự mình không có hiểu nổi là tại sao hôm nay như thế này mà ngày mai là bỗng dưng khác. Rồi cũng không biết là bữa nay có lặp lại cái chuyện rất là kinh khủng giống như hôm trước hay không. Tức là chúng ta chưa hiểu về sự phát triển của con. Như vậy thì trước hết, bây giờ muốn sống chung thì phải hiểu cái đã. Và như vậy thì bố mẹ cần phải trang bị cho mình thêm những cái kiến thức về mặt tâm sinh lý của con trong từng giai đoạn phát triển. Chúng ta chỉ mới có đối diện với khủng hoảng tuổi lên ba thôi. Sau này khi con lớn lên thì còn nhiều giai đoạn khủng hoảng khác mà bố mẹ cũng cần phải thông hiểu. Như vậy thì trước hết bố mẹ phải trang bị cho mình về mặt kiến thức để có đầy đủ những cái thông tin về cái tiến trình phát triển của con. Tuy nhiên mỗi đứa trẻ là một bản thể rất là độc lập. Chúng ta có thể nói rất là chung chung về khủng hoảng tuổi lên ba, nhưng mà mỗi đứa trẻ nó sẽ khủng hoảng một kiểu. Và như vậy thì chúng ta phải dành thời gian quan sát để coi là cái kiểu khí chất của con mình, cái kiểu hoạt động của con mình như thế nào, để khi mà chúng ta làm bạn cùng chơi đó, chúng ta phải chơi cho nó phù hợp. Tại vì cái đứa trẻ mà khí chất nó điềm tĩnh nó sẽ khác với một đứa trẻ có khí chất hoạt bát. Và như vậy thì khi mà đứa trẻ tìm thấy niềm vui cùng với người bạn cùng chơi của mình mà lúc này là cha mẹ, thì đương nhiên cái tính hợp tác tự động nó sẽ tới và cả hai bên sẽ làm việc với nhau rất là ôn hòa. Vâng, rõ ràng đây là một vấn đề khá là nan giải, và không biết là chị Tuyết ở nhà chị có những cái giải pháp nào để xử lý những cái tình huống này không ạ? Tại vì thật ra lúc đầu á thì mình cũng thử, nãy mình chia sẻ với anh Bo á là mình thử hai cái biện pháp đó, nhưng mình thấy hình như cũng không ổn. Bắt đầu mình nhẹ lại mỗi lần có chuyện gì thì mình nói là con được chọn, ví dụ như là có hai phương án, con chọn một phương án là như thế này, chọn phương án hai như thế này, giờ con chọn phương án nào. Đôi khi cũng phải nhấn một chút xíu cái giọng mình đặt lại một chút xíu để cho bé biết là mình cũng đang phải đưa ra quyết định. Đúng rồi, đưa ra quyết định thì mình cảm thấy là bé hợp tác với mình hơn. Đó thì đó là cái mà giải quyết, thì mình thấy trong thời gian sau này thì bé đỡ hơn và biết nghe lời hơn. Thực ra cái việc mà đưa cho trao quyền cho con đó là một cái tuyệt chiêu rất là tuyệt vời, và mình nghĩ là các bà mẹ có thể tham khảo. Bởi vì sao? Khi một trong hai vấn đề bây giờ con quyết định cái nào, điều đó có nghĩa là con cảm thấy con quan trọng lắm. Con quan trọng là bởi vì con là người đưa ra quyết định, chứ không phải bình thường là mẹ bắt con thế này thế kia. Và cái thứ hai, chúng ta đồng thời dạy luôn cho đứa trẻ về tính trách nhiệm, đó là khi con chọn cái nào thì con phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về điều đó. Và lúc này con có gào thét lên cũng không được, con có phản đối cũng không được, tại con chọn chứ đâu phải mẹ chọn. Và một bí kíp nhỏ nhỏ nữa mà các mẹ có thể tham khảo, đó là việc chúng ta đổi vai. Trẻ chống đối bởi vì đơn giản trẻ muốn làm người lớn. Như vậy thì chúng ta hãy nhẹ nhàng đi, có thể chấp nhận lùn xuống một tí, trao cái vai người lớn của mình cho con, và đồng thời chúng ta nhận cái vai con trẻ lại để thực ra là con trẻ đang hướng dẫn mẹ, nhưng mà trên thực tế là mẹ đang giúp con có hành vi đúng, có cách hành xử đúng trong cái giai đoạn. Đối với vấn đề đổi vai này là trên thực tế thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Ví dụ như là chúng ta mong muốn đứa trẻ là phải xếp gọn gàng đồ chơi sau khi chơi, hoặc là con phải biết phụ mẹ một vài việc lặt vặt ở trong nhà, hoặc là con phải có ý thức về một vấn đề nào đó mà thông thường con hay chống đối. Thì bây giờ chúng ta phải nhận cái vai trẻ con về cho mình, đó là ô cái việc này là làm sao vậy, con có biết gấp quần áo không, sao mà mẹ không biết cái rau này mình phải lặt như thế nào nha, đồ chơi để ở đây là đã đẹp chưa ta. Có nghĩa là lúc này chúng ta sắm vai hoàn toàn là một đứa trẻ thiếu kinh nghiệm, và như vậy thì trẻ sẽ rất là hạnh phúc. Ô mẹ không có biết thì con sẽ chỉ cho mẹ nè. Và khi mà trẻ bắt đầu bắt tay vô làm thì trẻ sẽ làm với tất cả sự tập trung của mình, bởi vì mình đang cố gắng thể hiện là mình là người lớn, mình đang chỉ lại mẹ mình mà. Cho nên là trong khi mà chúng ta trao quyền, chúng ta là một đứa trẻ đứng bên cạnh một cái đứa trẻ mà đang được làm người lớn, thì chúng ta có thể có những cái góp ý, ồ mẹ thấy để đây đẹp hơn, hoặc là tại sao con để chỗ này. Thì thông qua đó thì một, trẻ thỏa mãn được cái việc là con muốn làm việc. Cái thứ hai đó là chính cái phát biểu của con trong quá trình làm việc cũng sẽ là một cái nguồn tư liệu rất là quý giá để chúng ta biết là với những cái việc kế tiếp thì mình cần phải làm gì, và con mình là thuộc cái dạng, cái gu của cái đứa trẻ như thế nào.
Kính thưa quý vị, như vậy khủng hoảng tuổi lên 3 không quá khó khăn như mọi người vẫn nghĩ. Chỉ cần cha mẹ biết yêu thương đúng cách và chúng ta cần nhìn nhận rằng khủng hoảng tuổi lên 3 chỉ là một cái giai đoạn trong vô số những giai đoạn trong cuộc đời của trẻ. Và quan trọng hơn hết là cha mẹ cũng có cách cư xử đúng mực, yêu thương đúng cách để giúp trẻ có được sự phát triển tối ưu hơn để bước tiếp vào những giai đoạn kế tiếp. Vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ của Thạc sĩ Tony A và sự tham dự của chị Ánh Tuyết. Xin cảm ơn quý phụ huynh đã theo dõi chương trình. Và quý vị có thể xem thêm những chuyên đề tiếp theo ở mục góc phụ huynh tại website của hệ thống trường dân lập quốc tế Việt Úc www.vas.edu.vn. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chuyên đề tiếp theo.